Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Bà Mẹ Quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món ăn chay rất là đơn giản luôn. Đó chính là măng kho tiêu. Món này dùng để ăn cơm thì ngon vô cùng. Cách làm măng kho tiêu rất là đơn giản. Nếu quý cô bác không có măng thì mình có thể thay thế bằng củ hủ dừa hoặc là củ sắn cũng được nữa nha. Miếng măng thì giòn giòn nè, phần nước sốt thì mặn mặn, ngọt ngọt và cay cay. Ăn cùng một ít rau sống nữa, thêm miếng cơm nóng nữa thì ngon còn gì bằng, phải không quý cô bác? Quý cô bác đang xem video, nếu thấy thích món măng kho tiêu mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là phần nguyên liệu em đã chuẩn bị. Nguyên liệu thật là đơn giản ha. Ở đây em có một miếng măng 200g. Và phần măng này em đã luộc qua nước sôi hết 5 phút rồi. Luộc nước sôi để loại bỏ đi vị nhẵn đắng của măng. Và tiếp theo em có một ít hành băm, 2 nhánh tiêu xanh. Gia vị niêm em sử dụng gồm đường, hạt niêm chay và tiêu, một ít dầu ăn, nước mắm chay và tương ớt. Nếu quý cô bác thích ăn cay nhiều thì mình có thể dùng ớt trái. Ăn kèm thì em sử dụng một ít rau sống và dưa leo nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên thì măng này em sẽ cắt thành những sợi nhỏ dài. Còn quý cô bác thích cắt như thế nào cũng được nha. Mình có thể cắt thành những miếng mỏng nè, hoặc là cắt thành những cái miếng hạt lựu nhỏ xíu cũng được nữa. Măng sau khi mua về quý cô bác cần phải rửa cho thật sạch. Sau đó thì mình luộc ở nước sôi 1 đến 2 lần để loại bỏ bớt đi cái vị nhẵn đắng của măng. Để cho phần măng kho thêm béo và ngon thì em sẽ mang măng đi chiên trước nha. Măng phải được chiên xém vàng các cạnh, khi kho thì miếng măng nó sẽ ngon và béo hơn. Thấy mấy cái cạnh măng mà nó xém xém vàng như thế này là em vớt ra được rồi nè. Bắt đầu đi làm phần sốt để chúng ta kho phần măng này nha. Phi thơm một ít hành. Quý cô bác nào mà ăn chay không có sử dụng hành thì mình có thể dùng ngò để phi thơm với một ít tương ớt. Khi thấy hành đã thơm thì quý cô bác cho vào đây một ít nước mắm chay. Tùy theo khẩu vị của quý cô bác mà mình cho vừa ăn nha. Và tiếp theo nữa là tương ớt. Phần tương ớt này sẽ tạo màu kho có màu đẹp hơn. Tiếp theo là gia vị gồm đường, hạt niêm chay và tiêu. Khuấy đều, khi thấy các gia vị đã tan rồi thì cho măng vào và bắt đầu kho thôi. Nếu quý cô bác thích ăn cay nhiều mình có thể thêm một ít ớt trái vào cũng được. Măng mình đã luộc rồi và cũng đã chiên cho nó chín rồi, cho nên thời gian kho cũng rất là mau. Nhưng để măng kho thấm gia vị ngon hơn thì quý cô bác kho ít nhất là phải 10 phút. Trong thời gian kho phần sốt có cô đặc quá thì quý cô bác có thể thêm vào một chút xíu nước lọc cũng được nữa nha. Rồi bây giờ thì kho ở lửa liu riu, kho đến khi nào mà cái phần nước kho này nó sắc lại đến cái độ mà quý cô bác thích là được. Nếu như quý cô bác ăn chung với cơm, với một ít rau luộc hoặc là rau sống gì đó thì mình kho còn nhiều nước một chút xíu. Còn nếu ăn với cơm cháy thì cần phải kho cho thật là sệt lại thì nó mới ngon. Sau 10 phút em kho thì phần nước đã sệt lại rồi và măng cũng có màu đẹp. Bây giờ thì cho 2 nhánh tiêu xanh vào và tiếp tục kho tiếp từ 5 đến 7 phút nữa nha. Phần măng kho tiêu như thế này là đã đạt rồi nè. Chàng ơi, cái màu đẹp quá và cái mùi cực kỳ thơm luôn. Bây giờ thì em sẽ tắt bếp và cho cái phần măng này ra đĩa thôi. Đây là đĩa măng kho tiêu mà em vừa làm xong. Ăn kèm thì em sử dụng cà chua bi, dưa leo và rau sống. Rồi bây giờ chúng ta ăn cơm nha. Dù là kho lâu nhưng mà măng vẫn còn độ giòn. Ăn vào thì giòn giòn nè, có vị mặn mặn, ngọt ngọt và cay cay. Nước kho thì khá là sệt, mùi thì cực kỳ thơm và cái màu cũng đẹp nữa hé quý cô bác. Món này làm thì vô cùng dễ luôn phải không? Và ăn cơm thì đảm bảo sẽ rất là ngon luôn á. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi video mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.